Ok, thì chào ra hôm đó thì mình là Hưng. Trong video này thì mình sẽ support cho anh em lựa cái room mà lụm được đồ ngon nhất ở trong cái phần chạy hết level thấp nha. Thì ở đây mình cũng làm sẵn một cái hình luôn rồi. Đó, thì anh em nhìn theo thứ tự từ trái qua phải, ở trên xuống thì nó sẽ ưu tiên hơn. Ví dụ như ở trên là có họp kiến si đó thì sẽ ưu tiên nhất. Rồi tiếp theo đó qua bên phải là dấu chấm hỏi thì nó cũng rớt ra nhiều thứ đồ rất là ngon, giống như là những cục chaos đó, những cục kiến si khác luôn, cũng rất là ngon. Rồi ví dụ như cái hộp mà cái hình cái nhẫn màu tím ở dưới góc bên trái á, thì đó là cái hộp mà sẽ rớt ra những phụ kiện, thì nó cũng vẫn có thể rớt ra được đồ cam hay là những cái đồ gọi là Synthesis, thì nó sẽ có những cái hiệu ứng đặc biệt. Nhưng mà ở level thấp thì mình chỉ nhặt để mà mình gọi là mình giám định xem chỉ số nó ngon không thì mình bán. Rồi ví dụ như hộp giáp thì những ngày đầu thì những cái món giáp mà có 5 hay 6 linh thì nó vẫn có giá, thì mình vẫn có thể lượm được. Rồi những cái hộp này thì anh em lượm, còn ngoài những hộp này thì anh em có thể cho qua, nó sẽ tốn thời gian nếu mà anh em dựng định lượm những cái hộp khác nha. Rồi còn cái hộp ở giữa, cái hàng ở giữa thì nó sẽ tùy theo giá trị, theo thời điểm đó. Thì những ngày đầu tiên thì có thể nhặt được, nhưng mà những ngày tiếp theo thì anh em cứ bỏ qua đi, không cần thiết đâu. Những ngày đầu tiên thì nó, nếu mà anh em lượm xong anh em gộp gộp lại anh em bán cũng có giá. Rồi tiếp theo là ở đây mình có một cái web. Đây, nó sẽ phân tích cho anh em là cái cuốn contract nào có cái những cái room nào. Nào ví dụ như cuốn Lock Picking ở đây nè, có cái nem, cái phần nem. Đó, Lock Picking là phần thưởng của nó là có cái hộp Chaos hay nhẫn hay là những cái hộp phát mạnh. Rồi đối với level cao, còn này level thấp thì có thể nó không có phát mệnh, nhưng mà nó vẫn có hộp chaos và hộp nhẫn á, hộp chaos, hộp QC á. Thì tương tự vậy thì perception luôn. Rồi anh em cứ mở cái web này anh em nghiên cứu nha. Thì mình vẫn để những cái gọi là những cái từ khóa để mà vô cái phần tìm kiếm mua đồ á, thì anh em mình có hướng dẫn cho những anh em chạy hết á, thì anh em đã biết rồi. Rồi anh em cứ mở cái web này lên nghiên cứu, mình để link ở phần mô tả nha, với mình để thêm cái phần gọi là cái đoạn đoạn từ khóa để mà tìm những cái cuốn này ở trong cái chỗ shop bán đồ lúc mà anh em đi xe shop á. Thôi bye bye anh em nha, video này đến đây là hết rồi, cảm ơn anh em nha, nhớ like nha.